Có lẽ ngày hôm qua Lee Kang-in đã phải trải qua một trong những ngày sinh nhật tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Câu chuyện anh xô xát và bất kính với tiền bối Son Heung-min được tiết lộ trước đó đã khiến cầu thủ này phải nhận nhiều chỉ trích. Thế nhưng không dừng lại ở đó, Lee Kang-in còn phải đối mặt với việc bị cắt nguồn tài trợ, hợp đồng quảng cáo hay thậm chí là phải đền bù số tiền rất lớn mà các nhãn hàng từng ký kết với anh. Vậy hãy cùng điểm qua những công ty hay nhãn hàng nào đã có động thái sau vụ việc vừa qua của cầu thủ 23 tuổi. Nhãn hàng đầu tiên có động thái chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Lee Kang-in là Arachi Chicken. Công ty này quyết định không gia hạn hợp đồng với anh chàng này thêm nữa sau những bê bối vừa qua. Trước đó, thương hiệu nhượng quyền Arachi Chicken được tập đoàn Samwa Inc. của Hàn Quốc cho ra mắt vào năm 2022 đã chọn Lee Kang-in làm người mẫu và khiến nó được gọi là Lee Kang-in Chicken. Tuy nhiên, có vẻ như Lee Kang-in đã quyết định không xem xét gia hạn hợp đồng vì anh biết rằng lùm xùm của mình gần đây đã ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Và kể cả nếu có thì Arachi Chicken cũng sẽ không dại gì tiếp tục ký kết với cầu thủ này giữa tầm bão đang xoay quanh anh. Được biết hợp đồng giữa hai bên sẽ kéo dài cho đến cuối tháng này. Ngoài ra, Arachi Chicken đã gỡ xuống một video quảng cáo của Lee Kang-in trên trang web của mình. Tuy nhiên, trên mạng xã hội SNS, họ chưa làm điều tương tự khiến nhiều cổ động viên cảm thấy bức xúc. Những người hâm mộ này đã tràn vào bài đăng và comment tẩy chay nhãn hàng. Tôi không muốn nhìn thấy Lee Kang-in, xin hãy gỡ quảng cáo xuống, tôi không muốn ăn thịt gà của họ. Có phải những con gà bị chặt da bằng nắm đấm không? Tẩy chay, hãy thay đổi poster, hãy gỡ quảng cáo xuống, tẩy chay gà vì Lee Kang-in. Tôi sẽ không ăn nó cho đến khi tôi chết. Được biết theo nguồn tin trong ngành, Arachi Chicken đã chi khoảng 500 triệu won, tương đương với 9 tỷ đồng cho phí quảng cáo của Lee Kang-in. Nếu thi đấu tốt và tiếp tục được ký hợp đồng với công ty này, thì con số mà cầu thủ họ Lee nhận về sẽ còn cao hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. Các khổng lồ viễn thông KT là công ty tiếp theo đã có những phản ứng về vụ việc của Lee Kang-in. Vào ngày 16, họ đã chỉ thị cho tất cả các đại lý và cửa hàng bán hàng trên toàn quốc gỡ bỏ tất cả áp phích Lee Kang-in và anh sẽ rời khỏi công việc. Người phát ngôn của KT tuyên bố rằng việc xóa fix của Lee Kang-in là do kết thúc chương trình khuyến mãi khi mua hàng. Tuy nhiên, ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi liên quan đến quảng cáo là ngày 17 và rất khó để coi đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì rất khi fix bị xóa trước khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Bên cạnh đó, liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng quảng cáo và tài trợ với Lee Kang-in, KT đã đề cập rằng chúng tôi đang xem xét đến từ nhiều góc độ khác nhau. Tiền vệ của PSG lần đầu ký hợp đồng với KT năm 2019 sau khi giành quả bóng vàng Hàn Quốc với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu tại FIFA U20 World Cup khi mới 18 tuổi. Hợp đồng mới nhất được hai bên ký kết vào ngày 16 tháng 1, một ngày sau khi Lee ghi hai bàn cho chiến thắng 3-1 của Hàn Quốc trước Bahrain ở vòng bảng Asian Cup vừa diễn ra tại Qatar. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt. Đặc biệt, KT đang tập trung vào chiến dịch bán Galaxy S24 của Samsung Electronics trên các sản phẩm của mình, với Lee Kang-in làm người mẫu hình ảnh. Hiện tại, KT đang bị LG U Plus đe dọa vị trí thứ hai trong thị trường viễn thông. Vậy nên việc Lee Kang-in vướng vào những rắc rối không đáng có khi mà họ đang đẩy mạnh chương trình bán hàng có lẽ sẽ là một đòn rất đau với công ty này. Gần đây, cổ phiếu KT đã vượt quá 40.000 won và đổi lại vốn hóa thị trường gần 10.000 tỷ won, trở thành công ty viễn thông hàng đầu Hàn Quốc. Tiếp đó là Nexon, công ty đã chọn Lee Kang-in làm người mẫu quảng cáo cho tựa game FC Online cũng đang bị một số người dùng phàn nàn. Kể từ 18 tháng trước, FC Online đã sử dụng nhân vật được mô phỏng theo Lee Kang-in trong những sự kiện như The Life of Chaebol Club Owner Shutdown và Match Play 2. Với những chương trình khuyến mãi liên quan, có vẻ khó kết thúc các sự kiện và thay thế nhân vật trong ngắn hạn. Theo Courier Jong-an Daily, phí quảng cáo mà KT và Nexon trả cho Lee Kang-in được biết là hơn 1 tỷ won, tương đương với gần 19 tỷ Việt Nam đồng. Mặc dù số tiền đền bù cụ thể không được tiết lộ do hợp đồng là riêng tư và được bảo mật, nhưng thông thường các hợp đồng quảng cáo sẽ bao gồm một điều khoản nêu rõ. Trong trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây ra tranh cãi xã hội, họ sẽ bị phạt từ 2 đến 3 lần phí quảng cáo. Theo quy ước này, khoản tiền phạt mà Lee Kang-in phải trả ước tính là từ 5 tỷ đến 7,5 tỷ won, tương đương từ 3,7 đến 5,6 triệu USD. Thậm chí có những thương hiệu hay nhãn hàng không trực tiếp làm việc với Lee Kang-in nhưng cũng bị ảnh hưởng. Đó là chuỗi bánh mì Barry Corsair của SBC Group Hàn Quốc. Họ đã ký hợp đồng hợp tác với Paris Saint-Germain trong tháng 11 năm ngoái và cho biết sẽ tiếp tục hợp đồng mới với đội bóng nước Pháp. Một quan chức của SBC Group cho biết: "Chúng tôi ký hợp tác với Paris Saint-Germain do cộng đồng người hâm mộ trong nước dành tình yêu cho các cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới của câu lạc bộ. Trong khi một số chi nhánh của Paris Corsair đã bỏ các affix quảng cáo có hình Lee, công ty không có ý định tham gia vào cuộc tranh cãi xung quanh anh ấy." Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA cấm vĩnh viễn Lee Kang-in tiếp tục thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia nước này. Thế nhưng theo tạp chí Main Kung, cầu thủ sinh năm 2001 còn là gương mặt quảng cáo của hơn 20 nhãn hàng tại xứ sở kim chỉ, với mỗi nhãn hàng đều chi từ 500 triệu đến 1 tỷ won để ký hợp đồng quảng cáo với cầu thủ này nếu bị chấm dứt hợp đồng
hay phải đền bù thì đây sẽ là một con số quả thực rất lớn. Theo mức lương hiện tại mà cầu thủ này đang được nhận tại PSG thì rơi vào khoảng 7 triệu USD mỗi năm. Có lẽ Lee Kang-in sẽ phải dùng cả 5 tiền lương của mình để đền bù nếu tất cả các công ty đều yêu cầu số tiền đền bù gấp 2 đến 3 lần số tiền ban đầu. Theo ước tính của các nguồn tin tại Hàn Quốc, Lee Kang-in có thể chịu thiệt hại lên đến 10 tỷ won, tương đương với 183,8 tỷ Việt Nam đồng vì ảnh hưởng của vụ xô xát với Son Heung-min. Tuy nhiên, các điều khoản hợp đồng là rất kín kẽ nên vậy chưa biết rằng những công ty kể trên có yêu cầu Lee Kang-in bồi thường hay không. Và nếu có thì điều này cũng sẽ phải trải qua cuộc chiến pháp lý kéo dài. Ngoài ra, không chỉ bị ảnh hưởng bởi việc hủy hợp đồng quảng cáo mà hình ảnh của Lee Kang-in tại quê nhà cũng đang xấu đi rất nhiều. Mới đây, Lee Kang-in đã cùng với PSG giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu sân khách với Nantes tại Ligue 1. Cầu thủ người Hàn Quốc xuất phát bên cánh phải và chơi 61 phút cho đến khi anh được thay thế bởi Ousmane Dembele. Tuy nhiên, sau trận đấu đã có một số bài đăng trên trang mạng xã hội với tiêu đề Lee Kang-in dường như đã ngừng thi đấu. Lý do là bởi hình ảnh và các đồ họa liên quan đến cầu thủ này đã không xuất hiện như thường lệ. Thông thường trên màn hình xem trước trận đấu của đài truyền hình Kubang Play, khuôn mặt của Lee Kang-in hầu như lúc nào cũng xuất hiện. Nếu đó là trận đấu Lee Kang-in có mặt trong đội hình xuất phát, khuôn mặt của anh đã được hiển thị trên bảng điểm ở đầu màn hình phát sóng. Tuy nhiên trong trận đấu vừa qua của PSG, thì hình ảnh tiền vệ sinh năm 2001 lại chẳng hề được xuất hiện. Thay vào đó là tấm poster trước trận cũng chỉ có hình ảnh của Mbappe và cầu thủ bên phía Nantes. Năm 2007, Lee Kang-in từng xuất hiện trong tạp chí Flying Away của đài KBS và từ đó trở thành một cầu thủ bóng đá rất được ưa thích tại xứ sở Kim Chi và được gọi là em trai của nhân dân. Nhưng bây giờ, anh lại rơi vào tình cảnh của một kẻ phản bội quốc gia, nổi loạn chống lại đội trưởng của mình. Lee Kang-in năm nay mới chỉ 23 tuổi và sự nghiệp của anh vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng điều đầu tiên mà cầu thủ này cần phải vượt qua đó là cơn sóng giật dữ từ truyền thông và người hâm mộ nước nhà. Tiếp đó là chấp nhận việc bị ảnh hưởng rất lớn đến nguồn tài chính của mình. Câu chuyện chắc chắn sẽ chưa dừng lại tại đây và vẫn chưa biết chắc chắn được rằng hậu quả mà Lee Kang-in phải gánh chịu cho đến cuối cùng là lớn đến mức độ nào. Tẩy chay ở Hàn Quốc là điều thực sự đáng sợ và có lẽ anh chàng này đã rất hối hận rồi.